Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay vợ chồng mình đi lấy củi, kiếm củi Tết để nấu bánh chưng. Sắp đến Tết rồi anh em ạ. Còn mấy mấy ngày là có Tết rồi. Thế còn làm gì đến mười mấy ngày nhỉ? Đi chặt lấy củi một hai chuyến. Hai tuần nữa là có bánh chưng ăn rồi. Cây gì đây? Cái này quá chuẩn lắm ấy. Nặng mà để mà nấu à bánh trứng quá là ok luôn. Cái này mình phải có máy cưa nhanh được. Đây ra xong tìm để xào. Măng bầu. Măng cho đến mùa của nó là ăn quá là ok đúng không? Chắc sau Tết vẫn phải đi cuốc. Phải đi cái mai kia đi thôi. Khai xuân nhỉ? Đi khai xuân măng. Đi đi trên kia đi. Cơm xong rồi, đi lấy một chuyến nữa. Quỷ quá đẹp luôn. Chơi cả già này đi. Già nặng ấy. Rồi về nhà thôi, xong rồi nhà làm cơm ăn thôi.
chắc được rồi đấy bà ạ. À, nước thần thánh luôn từ buổi sáng rồi bà luôn cho này này. Chắc đấy, chiều chắc chiều tối là được bố nhỉ. Cạn nước tầm 2 lít nữa là ok rồi đây này. Đỏ chót rồi đây này. Đây này. Đấy, nước măng chua đây này. Mình phải luôn cô lên. Đấy, nước thần thánh. Anh em nào cần nước thần thánh ăn cá nhảy cá gỏi thì nộm thì alo nhá. Đây, măng chua là quá tuyệt vời luôn. Đấy, phải đun cô nó lên. Ok chưa? Đây. Ơi anh em ạ. Đóng hàng từ tối hôm qua. Đi ăn cơm xong nó đi gửi. Anh em nào cần chằm chéo hạt bắt khén thì hạt rồi thì ok nhá anh em nhá. Gửi địa chỉ về cho chú để chú gửi cho để ăn Tết anh em ạ. Đây, chằm chéo đây anh em ạ. À ok luôn. Ơi chằm chéo của cho anh nó có tem có mác ở đây nhá, có số điện thoại ở đây đấy nhá. Anh em đừng nhầm hết đây này, có số điện thoại của cho anh luôn. Đấy. Ơi lúa tre này anh em này. Lúa tre già đây. Đây, để gấp thịt Tết thì quá ok đây này. Già quá đẹp luôn. Ok anh em. Ơi. Hạt rồi thì nướng thịt hạt bắt khén đây này anh em này. Bao bắt khén đây này. Đấy. Để ướp thịt nướng ăn Tết anh em ạ. Làm thịt gác bếp. Quá ok luôn. Đây anh em mà nếu mà đặt hàng thì đặt nhanh nhá anh em nhá. Còn 3-4 ngày nữa là nghỉ Tết rồi anh em ạ. Bưu điện nó nghỉ Tết là mùng 4 tháng 2 là nghỉ Tết rồi. Mùng 3. Tức là mùng 4, mùng 3. Còn 3-4 ngày nữa thôi anh em ạ. Mùng rồi là sau Tết cho anh mới gửi cho anh em. Đấy, gửi nốt là mùng 3 tháng 2 là nghỉ Tết, ăn Tết đã. Bưu điện nó nghỉ Tết sớm ác năm nay. Ôi, đi vườn đi, xem ao xem cổ đi, tìm rau cỏ về xào và măng chua. Thật thánh ăn đi. Ây da. Hoa quả sơn anh em ạ. Này quả này ngon lắm. Đây này. Ăn quá ngon luôn đây này. Mời tất cả anh em nhá. Ngọt, chua chua. Cái này là rau ấy à? Tầm bóp bố ạ. Ờ, rau tầm bóp à. Đây. Ngọt. Này rau này này. Rau sau đây này. Rau vẫn đen đây này. Hôm qua hôm kia mình ăn mang về ăn sống nhỉ vợ nhỉ. Ăn sống ném măng chua. Xào măng chua lên. Măng chua cho tóp mới. Tóp mới lợn rừng hôm qua hôm kia ấy. Đấy. Một củ là chắc là đủ ăn rồi nhỉ. Mang về nhiều thì nó không ngon. Lấy lá về cho vịt đi bò. Mang về cho con gà này. Thì đấy, anh kia tí đấy. Đây này. Đây anh già của nó này. Một con gà ăn. Này rau này này. Nó ngon đây này. Rau này nó mới ngợi đây này. Đấy. Mình như kiểu sắp chết hết đấy nhỉ. Nó úng thì sao ấy. Nước à? Cái gì? Này, cho cá ăn. Hàng già cho cá ăn. Hàng tơ thì mang đi ăn. Đây hai củ đi nhỉ. Đó. Củ này nhá. Đây anh em ạ. À. Tóp mớ lợn rừng. Đấy, xào với măng chua. Đấy, hôm qua hôm kia đi mèo về được mới lạng. Tóc mỡ lợn rừng xào măng chua thì quá ok rồi. Ném rau cỏ ăn.
ở phút điểm này một nửa là quá rồi. Ôi trời ơi, phun phức anh em ạ. Kém dầu cỏ ăn ướt tươi vào thì làm một cốc bia nữa thì quá ok đấy. Nghĩa dê anh em ạ. Đây. Làm ít bịa dê. Đấy. Phun phức ngay. Hay là cái này để nấu riêng đi nhỉ? Nấu riêng được. Cho một nồi một thể tập thể đi. Xương dê nấu tổng hợp cho vào một nồi. Ngon lắm. Nấu nó lên, sôi lên ăn luôn. Thịt quá ngon luôn đúng không? Dê luộc thì chẳng tịa thì ngon chưa? Nhìn cái thớ thịt ngon chưa? Còn hồng hồng nữa nhỉ? Mình để trong tủ nó kiểu hôm qua nướng tái hay là luộc tái mà. Ây thịt thì cho bịa vào luôn. Nhúng ăn. Đấy. Ok chưa? Cho nồi bịa vào luôn. Ui giời, bịa xanh đè. Ai da. Ây xương tí ăn sau nhỉ. Đấy, xương tí mà ăn. Cho khén bốn vào một tí. Ăn nó mới lộng. Cho một ít chẩm chéo nữa. Đấy, ok. Đấy, mùi phương phức lên ngay. Hạt mấy khén cho vào thì lập gừng một nữa thì quá ok. Rồi, cơm trưa thôi anh em ạ. Úi dồi ôi, quá ngợi. Rồi, mời tất cả anh em ăn cơm cùng gia đình nhá. Cơm muộn anh em ạ, đi đây Quỳnh mệt quá, nóng. Bây giờ thì ở trên mình chơi nóng lên thôi. Đấy, làm ít tiểu xem nào, ít bia. Chà, giọt bia uống để nó mát người tí. Anh em hiểu, chịu uống bia cỏ rồi. Trên này nó mới ngọt. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Ăn cơm cùng gia đình. Rồi, vợ ăn sau nhá. Mát sướng. Ơi anh em ạ. Canh hồ lốn pịa dê. Ngửi chưa? Rồi, mời tất cả anh em nhá. Quá ok. Đấy. Măng chua. Ớt tỏi lên đúng không? Cái đấy. Ăn măng chua xào thì bốc tay như thế này đúng không anh em ạ?
rót rau cỏ. Ngon rồi. Rồi. Nhưng mà cứng ngắt là như sao giờ khô quá. Món này chỉ ăn rau sống là chuẩn nhất anh em. Quá là tuyệt rồi. Cầm chéo. Giống. Bỏ đi. Vợ, ăn cùng bố đi. Vợ cũng phải ăn cùng bố thôi. Ô xì kê. Con dê này tổng hợp luôn anh em ạ. Đấy. Mời tất cả mọi người ăn cơm với chồng em nhá. Vừa làm cốc đi nhá. Không có uống đâu, uống ít thôi. Có gì, bia ngon mà. Nóng lên rồi, đến mùa bia rồi đấy. Đây, mời tất cả mọi người. Rồi, đây đây, ăn cơm đi. Rồi, cơm nóng rồi. Đây này, ăn cái này ngon lắm vợ này. Ghém rau cỏ ăn quá là tuyệt vời luôn. Mát không ạ? Mát không? Vừa vào xuống á. Hai mắt khá nhiều. Đấy. Hơi nhiều. Hơi sạc. Rồi bỏ xuống. Ăn cơm với bia anh em ạ. Vừa kém bia, vừa kém cơm. Đỉnh cao luôn. Đi lấy quẩy nóng nhỉ? Ừ, mệt. Với lại chờ nhiều quá, dài quá, đi khó quá. Chiều thì phải ấy thôi, à, cắt ngắn ra nhỉ. Ngon, ngon. Tuyệt vời luôn. Sắp mỡ này cứng. Ừ, sắp mỡ cứng mà ấy mà. Tại vì con này nó già quá rồi. Nó cứng. Với lại là mình cho khô quá đúng không? Mình kiểu mình rang khô, mỡ nó ra nhiều hết ấy. Kiểu nó khô mà. Anh giòn cứng.
Ê, miệng thịt miệng được rồi. Vâng. Làm rũa. Ê, ngoái nó lên này này, ăn miếng này xuống này này. Đấy, xem miếng lẩu thịt tôi ăn ngon này này. Đây, rau này, bây giờ này, già rồi này này. Nhờ. Không có phân rau nào đấy. Mình chờ trồng tự nhiên đúng không? Chai là thế thôi, hết là hai chai là nghỉ. Ủa nhiều chiều lại không đi lấy củi được. Tốt mà, tính ngủ trưa là tỉnh hết mà. Làm lắm em. Không ăn đâu. Sợ thật. Sợ béo anh em ạ, không dám ăn cơm. Nó bịa xuống ngoài nó vợ. Con cua vợ không bóp cả được quá rồi. Ừ. Nên sau phải bóp mạnh một tí nữa. Nó cua này nó sướng. Đây, bịa quá ok. Mùi ngon, tiệt dê nhỉ. Các loại tiệt này chắc là tiệt dê là số 1 rồi đó. Theo mình hay ăn tiệt dê ngon. Dê là nó hay ăn cũng còn non. Đấy, nó ngon hơn. Cháu bò ăn cỏ già. Đấy đây vợ. Để rót. Làm hết chai thì là nghỉ. Hai chai, mỗi một chai xong. Uống ra uống. Nào, vợ đến trước đi. Vợ lên trước nhé. Ừ, lên một, một lọ luôn đi. Lạnh lắm, nếu mà không lạnh thì một lọ được. Ừ, đây một lọ ngon. Bia ngon mà, bia cỏ nhưng mà ngon lắm. Đấy. Đã xong một chai, còn một em nữa. À. Woo, quả được tuyệt vời. Hết một nắm gần một ép cơm xôi, một bom bia, một đống rau cỏ no. Thôi, chương trình video của vợ chồng mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhá. Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ chú anh nhá. Tiếp thì đến chỗ anh chơi cắt cơn. Rồi.